Xin chào mừng tất cả các anh chị và cô chú cùng thảo luận với tài chủ đề ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ bàn về việc làm sao để chúng ta có thể bán hàng và những cái nguyên nhân nào mà làm ảnh hưởng đến cái hiệu quả bán hàng chúng ta. Thì sau nhiều những cái lần tư vấn cho các bạn bán hàng thì tài phát hiện ra có 5 cái yếu tố cốt lõi mà ảnh hưởng đến việc bán hàng của các anh chị. Thì đầu tiên á, là các chị sẽ thấy là mình đi bán một cái sản phẩm nào đó hoặc là mình chọn lựa kinh doanh một sản phẩm nào đó thì đa phần ở trên là mình thấy người ta làm và mình làm theo. Không, mình thấy người ta bán quần áo kiếm được tiền, mình thấy người ta bán mỹ phẩm kiếm được tiền, mình thấy người ta bán thực phẩm chức năng kiếm được tiền, mình thấy người ta bán bất động sản kiếm được tiền và mình vào cái thị trường đó, mình tham gia vào kinh doanh lĩnh vực đó. Chính vì những yếu tố như vậy thì không giúp cho mình đạt được cái hiệu quả. Vậy thì cái câu hỏi, cái lý do đầu tiên đó là rất là nhiều những anh chị không trả lời được là lý do tại sao mà chúng ta chọn cái ngành nghề đó hay là chúng ta chọn cái sản phẩm đó để kinh doanh các anh chị, mà chúng ta chỉ dựa trên một vài cái lý do rất là đơn giản thôi. Chúng ta thấy người ta làm được thì mình nghĩ là mình cũng sẽ làm được, hoặc là mình thấy người ta kiếm tiền được trong cái lĩnh vực đó, trong cái ngành nghề đó, hoặc là thông qua cái việc kinh doanh sản phẩm đó thì chúng ta cũng muốn là kiếm được tiền. Chỉ có một cái lý do đơn giản như vậy thôi. Tại vì khi mà chúng ta bắt đầu vào cái công việc kinh doanh đó thì chắc chắn là bất cứ một cái sản phẩm nào, mô hình kinh doanh nào thì chúng ta làm không dễ dàng xíu nào đó các anh chị, đúng không ạ? Cũng phải trải qua rất nhiều những cái khó khăn. Chính vì vậy thì chúng ta cứ tưởng là dễ dàng, nhưng khi chúng ta bắt tay vào làm thì chúng ta gặp rất là nhiều những cái khó khăn và chúng ta không có nhiều những cái lý do để ý. Đó là những cái lý do mà nó tạo động lực và tạo nên sự kiên trì của chúng ta để chúng ta thấy được cái tương lai như thế nào và chúng ta cố gắng để làm tiếp. Và hầu hết là mọi người sẽ hay bỏ cuộc giữa chừng đó, bởi vì các anh chị thấy là người ta có một câu rất là hay, là trước khi mình bỏ cuộc thì mình hãy hỏi lý do tại sao mình bắt đầu. Vậy nên thì mình nghĩ là các anh chị khi mà kinh doanh sản phẩm, bất cứ một sản phẩm gì đó, lựa chọn một cái ngành nghề nào đó, thì cái yếu tố cốt lõi là chúng ta cần phải trả lời rất là rõ ràng là cái lý do tại sao chúng ta lại chọn cái sản phẩm đó, cái ngành nghề đó. Why? Đúng không? Đó là cái đầu tiên. Đúng không? Bởi vì không có cái công việc nào mà nó dễ dàng các anh chị, và cũng không có một cái sản phẩm nào mà dễ bán cả, đúng không? Nó rất là khó. Cho nên là các anh chị cần có nhiều lý do đưa ra, thì khi mình gặp những khó khăn trắc trở thì mình mới có đủ cái động lực để mình có thể vượt qua những cái điều đó, đúng không? Bởi vì chỉ có một lý do đơn giản là chỉ để kiếm tiền thôi, thì tài nghĩ là bất cứ một cái sản phẩm hay dịch vụ nào cũng kiếm được tiền, đúng không? Các anh chị thấy ở trên thị trường là mình chọn mình nghĩ là mình bán bất động sản bởi vì người ta kiếm được tiền, nhưng mà ta thấy là không phải riêng bất động sản, rất là nhiều người họ đầu tư về cổ phiếu mà họ có kiến thức thì họ vẫn kiếm được tiền, đúng không? Hoặc là những người mà kinh doanh về quần áo, kinh doanh về giày dép, kinh doanh về mỹ phẩm, hoặc là làm nông nghiệp, hoặc là làm công nghiệp, hoặc là họ chỉ là một người thợ hớt tóc, một người thợ sửa xe thôi, thì họ cũng có thể kiếm được rất là nhiều tiền, chứ không nó phải là một cái sản phẩm ngành nghề đó mới kiếm được tiền, đúng không các anh chị? Đó, vậy nên là cái cốt lõi ở đây là sao ạ? Tài nghĩ là khi mình đã chia sẻ cái điều này thì nhiều người cho rằng đây là cái lý thuyết suông, một lý thuyết suông, và nó không, tại sao anh không chia sẻ cái cách A, cách B, cách C đó thật là rõ ràng đi mà cứ nói những cái lý thuyết mà tưởng chừng ai cũng biết như thế này, đúng không? Nhưng mà thực tế là chúng ta cần phải bắt đầu từ những cái lý thuyết và sau đó mới áp dụng vào thực hành. Bởi vậy các chị sẽ đọc về một cuốn sách tại sao người ta nói là nghĩ giàu làm giàu, mà người ta không có chỉ một cái cách thức nào đó để làm giàu, mà người ta lại nói giàu là do xuất phát từ cái suy nghĩ của mình. Đúng không? Công việc bán hàng cũng vậy, cũng phải xuất phát từ một cái suy nghĩ, đó là lý do tại sao các chị chọn lựa cái ngành nghề đó, lý do tại sao là chúng ta chọn cái sản phẩm đó. Mình phải thực sự yêu thích, thực sự đam mê. Chính vì những cái lý do đó, khi mà các chị làm một cái ngành nghề nào đó, các chị dù làm 10 tiếng, 12 tiếng, 14 tiếng mà các chị cảm thấy không bị áp lực, không cảm thấy quá mệt mỏi bởi với cái ngành nghề đó, thì các anh chị mới có thể có được một cái kết quả nó vượt trội hơn người khác được.
Bởi vậy các anh chị thấy là lý do tại sao một số những anh chị gọi là đi làm cộng ăn lương đi, người ta cứ ồ làm, cứ mong hết giờ để về thôi, hết giờ để về họ cảm thấy uể oải sau những cái giờ làm việc như vậy. Còn người chủ thì họ sợ mong muốn có một cái kết quả khác, nên là họ làm việc bằng cái sự đam mê, bằng một cái hy vọng về một cái tương lai, cho nên họ làm việc ngày đêm, họ cảm thấy là không có mệt mỏi, đúng không? Còn cái người làm bình thường thì họ cứ mong là làm hết giờ để đi về. Chính vì đó thì họ không tạo ra được một kết quả khác biệt. Và rất là nhiều người bán hàng cũng vậy, là lý do là mình không bán được hàng, không tạo ra được một kết quả khác biệt, bởi vì mình không chịu được những cái vất vả, mình không có chịu được những cái áp lực trong cái ngành nghề đó. Khi mình thoạt nhìn, mình nhìn người ta kiếm được tiền, thấy người ta làm dễ dàng như vậy, và mình cũng bắt đầu mình bắt chước để làm. Và khi mình tham gia vào, mình cũng vỡ hòa đó, thì thực sự nó không dễ dàng đến như vậy. Và các anh chị không có nhiều cái why, và tại sao, thì các anh chị sẽ rất là nản và rất là dễ dàng để bỏ cuộc. Vậy nên là mình càng đưa ra nhiều cái lý do tại sao mình tham gia vào cái ngành nghề đó, mình chọn lựa cái sản phẩm đó để kinh doanh, thì lúc đó thì các anh chị mới có thể đi được đường dài. Kinh doanh mà gọi là chập giật ngắn hạn không có bao giờ mà tạo được kết quả nó phù trội được, không các anh chị? Kinh doanh đã nói đến công việc kinh doanh là một cái hành trình rất là dài, chúng ta cần phải làm rồi rèn luyện, sửa sai và điều chỉnh nó rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Chứ không dễ dàng gì. Tất cả những cái thứ dễ dàng gì thì đều nằm trên bãi chuột cả, chứ không có gì mà dễ dàng, đúng không các chị? Vậy thì đó là cái lý do đầu tiên mà rất là nhiều người họ bỏ cuộc, hoặc là họ không đạt được cái hiệu quả trong công việc kinh doanh hoặc trong công việc bán hàng của mình. Đó là chúng ta cần phải hỏi lý do tại sao chúng ta lại bắt đầu chọn lựa cái ngành nghề đó, cái sản phẩm đó. Và các anh chị đưa ra nhiều cái lý do thì các anh chị sẽ có được một cái kết quả nó vượt trội hơn. Đó là cái lý do đầu tiên. Vậy thì các anh chị thử comment lại những cái lý do mà các anh chị đã chọn lựa cái sản phẩm mà các anh chị đang kinh doanh là gì. Các anh chị có thể comment ở cái video này và chúng ta sẽ cùng đóng góp, chúng ta sẽ cùng góp ý. Bởi vì xuất thân của mọi người, hoàn cảnh của mọi người là khác nhau. Có những người họ chọn cái kinh doanh quần áo đó bởi vì họ thích thời trang, nó đơn giản là họ chỉ thích thời trang, đúng không? Nhưng mà có người họ kinh doanh quần áo đó bởi vì họ rất là đam mê về thiết kế, họ muốn thiết kế ra những cái mẫu quần áo đẹp cho mọi người. Hoặc là một số người thì họ chỉ đặt mục tiêu là tài chính thôi, mà tôi muốn kiếm tiền bởi vì tôi thấy là mỗi cái quần, một cái áo vậy tôi bán là lãi được kiểu như 50.000 đồng, 100.000 đồng trên một cái vậy, và vậy thì mỗi ngày tôi bán được 10 cái, 100 cái thì tôi kiếm bao nhiêu tiền. Họ cứ nhanh ra như vậy và họ thấy là đạt được mục tiêu tài chính nên họ làm. Hoặc là có người là họ trước đây họ được học trong cái lĩnh vực này, họ được học trong cái lĩnh vực là thiết kế quần áo, chính vì vậy thì họ cảm thấy tôi là một cái người có kiến thức trong cái lĩnh vực này, cho nên đó là cái lợi thế của tôi, nên là tôi chỉ chọn cái ngành nghề thôi, còn những ngành nghề khác tôi không có kiến thức, tôi không có những cái trải nghiệm nên tôi không có chọn. Đó là lý do của mỗi người là khác nhau, đúng các chị. Đấy. Hoặc là các anh chị cũng sẽ xem trong những cái bộ phim tình cảm, các chị thấy những cái bộ phim Hàn Quốc đó, một số những cái anh chị họ trở thành một cái bác sĩ xuất sắc bởi vì họ có một cái biến cố lúc nhỏ là bố mẹ của họ bị một cái căn bệnh nó hiểm nghèo và gia đình họ không có tiền để chạy chữa, đúng không? Cho nên một cái ước mơ rất là lớn của họ là họ mong muốn là sau này lớn lên con sẽ trở thành một cái bác sĩ giỏi để có thể là chữa bệnh cho gia đình của mình, đúng không? Để không có xảy ra tình trạng những người thân mình bị rơi vào cái tình trạng nguy hiểm như vậy mà không có cách nào để cứu chữa. Đó là một cái khát khao, một cái cháy bỏng họ. Chính vì vậy thì họ có thể vượt qua rất là nhiều những cái rào cản trong cuộc sống để họ trở thành một cái người bác sĩ. Thì các anh chị thấy là những cái bộ phim như vậy thì dựng lên như vậy thì cũng dựa vào một cái thực tế ở ngoài đời để tạo nên một cái động lực cho mọi người. Vậy thì khi mà các anh chị chọn lựa một cái ngành nghề, một cái sản phẩm gì đó thì chúng ta cần phải có một cái lý do đủ lớn. Thì như vậy mới giúp chúng ta đi được bền và vững trên con đường đó và tạo được một cái sự khác biệt của các anh chị. Bởi vì bất cứ một cái ngành nghề đó để tạo ra mình một kết quả thì chúng ta cần phải có một cái sự sao nỗ lực vượt trội hơn người khác, đúng không ạ? Chứ không đơn giản một xíu nào, chỉ việc là bắt chước người ta làm là mình có thể làm được, rất là khó để có thể xảy ra được. Rồi, và một cái yếu tố thứ hai nữa mà đây cũng là một cái phần rất là cốt lõi, đó là thường mọi người sao không chọn được cái nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu của mình để có thể phục vụ các anh chị. Mình không có khái niệm này,
mình nghĩ thì mình có một cái sản phẩm thôi thì mình bán, mình đăng, mình bán hoặc mình mở cửa hàng ra, ai mua được thì mua, không mua được thì thôi, đúng không ạ? Đây là một cái sai lầm của rất là nhiều người. Chúng ta cần phải chọn ra một cái nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu nhất định để chúng ta tối ưu được cái thời gian làm việc của chúng ta và tối ưu được cái nguồn lực về cả vốn về cả con người. Bởi vì dù các bạn xuất sắc hoặc là giàu có đến đâu chăng nữa thì cái nguồn lực của mỗi người là nó có giới hạn, đúng không các anh chị? Chúng ta không thể nào mà phục vụ và bán hàng hết cho tất cả mọi đối tượng khách hàng, từ già đến trẻ, từ thành thị đến nông thôn, từ trong nước ra nước ngoài, không thể như vậy được, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì giống như cái việc mà chúng ta đi câu cá như vậy, các anh chị sẽ dễ hình dung hơn. Ví dụ như là mỗi loại cá thì nó thích ăn một cái loại mồi khác nhau, và nó cũng như là nó ở một cái tầng nước khác nhau. Ví dụ như cá trê khác, cá lóc khác, cá chấm khác, đúng không ạ? Rồi cá chép khác, rất là nhiều những loại cá thì nó thích ăn một cái loại thức ăn khác nhau, cũng như là cái môi trường sống của nó cũng là khác nhau. Vậy thì đối với khách hàng chúng ta là vậy, mỗi cái đối tượng khách hàng họ đều có những cái nhu cầu khác nhau. Ví dụ như là phụ nữ thì họ có nhu cầu khác, nam giới họ có nhu cầu khác, người nông thôn có nhu cầu khác, người thành thị có nhu cầu khác, người bình dân họ có nhu cầu khác, và người giàu họ mua hàng họ có nhu cầu khác. Vậy nên cùng một lúc như vậy, chúng ta không đủ thời gian, không đủ con người, không đủ tiền của, không đủ nguồn lực để có thể làm tốt hết tất cả các tệp khách hàng như vậy. Và đây là lý do sai lầm của mọi người không xác định được cái đối tượng khách hàng của mình ngay từ đầu, của chúng ta đôi lúc là dàn trải quá nhiều thì chúng ta không đủ nguồn lực. Chính vậy chúng ta không đủ sức để có thể cạnh tranh với đối thủ của mình. Vậy nên có một khái niệm trong marketing là chúng ta cần phải chọn đối tượng khách hàng ngách của chúng ta. Chúng ta phải chọn khách hàng ngách. Vậy thì chúng ta cần phải chọn sẵn khách hàng trước khi là chọn sản phẩm, các chị. Nhiều người sai lầm là chọn sản phẩm trước và sau đó mới đi tìm khách hàng. Vậy thì với cái khách hàng này thì các chị cần phải chọn cái đối tượng khách hàng mục tiêu mà các chị hướng tới. Ví dụ như là những mẹ bỉm sữa, rồi hoặc là những cái người làm văn phòng, hoặc là những người làm trong kế toán, hoặc là những người mà làm trong lĩnh vực kinh doanh, hoặc những người làm trong lĩnh vực đầu tư, nam hay là nữ, ở độ tuổi như thế nào, họ hay sống ở những thành phố nào, hoặc là họ là người Việt Nam, hay là họ là người Việt Nam nhưng họ ở nước ngoài, hay là đối tượng khách hàng là người nước ngoài, đúng không ạ? Đó, chọn ra như vậy để chi? Để thông qua đó thì các anh chị mới hiểu sâu được cái nhu cầu của khách hàng. Bởi vì thời buổi bây giờ để muốn bán hàng là chúng ta phải bán những gì khách hàng cần, các anh chị, chứ không phải chúng ta bán những gì chúng ta có, đúng không? Đó. Vậy thì để có thể là hiểu được khách hàng cần gì thì chúng ta cần phải có thời gian để tiếp xúc và tìm hiểu sâu với là cái đối tượng khách hàng mục tiêu chúng ta hướng tới. Thì để hiểu được thì dựa trên cái hoàn cảnh của chúng ta. Ví dụ như là Tài là một người công chức đi, công chức mình làm việc nhiều năm trong ở các văn phòng, những người làm kế toán đi chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì mình sống trong cái môi trường mình là một người công chức, là một người kế toán, vậy thì mình am hiểu những người kế toán như vậy, những người ở văn phòng như vậy, họ hay gặp những cái khó khăn như thế nào và họ đang cần những cái sản phẩm gì, thì mình ở trong cái hoàn cảnh như vậy giống với lại cái đối tượng khách hàng mục tiêu mình hướng tới thì mình sẽ hiểu họ, đúng không? Hoặc là cái thứ hai là ví dụ như là mình là cái người bình dân, mình là những người lao động phổ thông bình thường thôi mà mình chọn lựa cái khách hàng gọi là giàu để mình bán, thì mình sẽ không hiểu được cái tư duy hoặc là cái suy nghĩ của người giàu họ như thế nào. Mình không hiểu là có lúc mình suy nghĩ mình có tiền, mình chỉ cần mua một cái áo mặc nó mát mẻ, nó phù hợp với mình được rồi, tự nhiên khoảng tầm một cái áo thì giá khoảng 200.000, 500.000 là ok rồi. Nhưng mình chẳng hiểu lý do tại sao một số những người giàu họ sẵn sàng họ bỏ ra một số tiền là 10 triệu, thậm chí là cả 100 triệu, cả 10 triệu để họ mua một cái áo như vậy. Mình không hiểu là cái lý do và cái nhu cầu tại sao họ lại như vậy, đúng không các anh chị? Chỉ vì khi mình ở trong cái hoàn cảnh giống họ thì mình mới hiểu được lý do tại sao là họ cần cái nhu cầu như vậy, đúng không? Hoặc là những cái người họ đã ở xuất phát điểm, họ ở trong một cái môi trường rất là giàu có, đúng không? Họ sống trong một môi trường rất là đầy đủ thì họ cũng sẽ không hiểu được những cái nhu cầu của những người bình dân. Họ không hiểu được một cái người nghèo thì họ, những người lao động phổ thông thì họ mua hàng, họ
họ cần cái điều gì, đúng không ạ? Cho nên mình phải am hiểu rất là nhiều những cái vấn đề như thế này. Ta lấy ví dụ như người bình dân, đối tượng của người bình dân thì các anh chị thấy rất là nhiều những nhãn hàng họ bán hàng, họ thường tạo ra những cái chương trình khuyến mãi, đúng không? Giảm giá hoặc là quà tặng kèm đó, thì sẽ dễ bán hàng hơn. Còn đối với những sản phẩm mà bán cho những người giàu có, những người trung lưu, những người giàu có thực sự, các anh chị thấy là có bao giờ họ đưa ra những cái chương trình khuyến mãi gọi là giảm giá hay là quà tặng kèm mà không? Bởi vì nếu mà làm như thế này thì giống như cái việc là sỉ nhục họ là họ không có tiền, không? Mà những người giàu họ mua hàng, họ muốn là họ mua một cái hàng gì đó độc thật là độc ở trên thị trường, thì có duy nhất là mình họ sở hữu thôi. Họ không có muốn là những cái người nào mà có được cái sản phẩm giống như họ. Họ cần một cái sản phẩm độc quyền đó, và càng đắt thì càng tốt, để thể hiện được họ là một cái người sành điệu, họ là một cái người đẳng cấp, họ là một cái người nhiều tiền. Cũng là cái sản phẩm đó, nhưng mà nếu các chị bán rẻ thì chắc chắn họ sẽ không mua. Họ mua bởi vì thật sự là sao, nó không phải nó tốt đâu các anh chị, mà bởi vì giá nó rất đắt. Các chị có thấy điều lạ mà đó. Vậy nên là không có nhiều người họ có khái niệm là phải chọn cái khách hàng mục tiêu của mình ngay từ đầu để mình làm việc. Vậy nên cái cốt lõi ở đây là sao? Mình muốn bán được hàng thì mình phải chọn được cái nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu mà mình sẽ làm việc với họ, để mình hiểu được với cái nhóm đối tượng này thì họ có những nhu cầu gì, và cái cách mà họ hay mua hàng thì họ hay mua hàng như thế nào. Thì như vậy sẽ dễ hơn cho mình hơn. Bởi vì nếu mà mình ở trong cái độ tuổi là những cái bạn teen, những cái bạn trẻ, mình đang là những cái giới gọi là gen, cái người bạn trẻ tuổi teen, thì mình nên là chọn những cái khách hàng cùng độ tuổi với mình. Bởi vì tại sao các chị thấy là bây giờ tuổi teen họ hay xăm hình này, hoặc là có thể là họ hay hớt những cái kiểu tóc là mình cảm thấy nó không được lịch sự cho lắm, và thường khi mình bước về nhà bố mẹ của mình hoặc ông bà của mình cảm thấy rất là khó chịu, đúng không các anh chị? Cho nên các anh chị thấy là cái suy nghĩ và cái quan điểm sống của hai cái thế hệ giữa người lớn tuổi và người trẻ nó hoàn toàn khác nhau rồi. Vậy thì mình ví dụ như là mình là người trẻ đi, mà mình đi bán những sản phẩm của những người lớn tuổi, nhưng mà mình đem cái suy nghĩ của mình vào để mình tư vấn, để mình bán hàng, để mình làm truyền thông, để mình xây dựng những chương trình khuyến mãi, thì rõ ràng nó không có phù hợp. Rồi đối với những người lớn tuổi, họ cũng bán hàng, họ đem cái cách suy nghĩ của những người lớn tuổi vào trong những cái giới thanh niên như vậy, thì nó rõ ràng là nó không phù hợp. Cho nên là các anh chị thấy không? Ngay cả cơ bản trong gia đình của mình thôi, giữa cái lối suy nghĩ giữa người lớn tuổi trong gia đình và những bạn trẻ là hoàn toàn khác nhau rồi. Vậy thì trong bán hàng cũng vậy, để bán được hàng là chúng ta phải hiểu được cái khách hàng của mình, họ đang suy nghĩ điều gì và cái tư duy của họ làm sao, cái nhu cầu họ như thế nào. Vậy nên là sao? Mình cần phải chọn cái đối tượng khách hàng mà nó phù hợp với lại những cái hoàn cảnh sống của mình, thì như vậy sẽ hiệu quả hơn. Đó, thì giúp cho mình là sao? Mình hiểu được cái nhu cầu khách hàng của mình thực sự là gì. Rồi, thì thông qua cái việc mà thứ hai mình chọn cái đối tượng khách hàng để mình phục vụ như vậy á, thì lúc đó mình thấy trong cái nhóm khách hàng này thì họ cần cái sản phẩm gì, và ví dụ như tuổi teen đi thì họ cần những cái sản phẩm gì, đó họ hay đua đòi, họ hay hơn thua với bạn bè thì sao, họ cần những sản phẩm như thế nào, và họ hay cập nhật những cái thời trang, những cái thời thượng đó thì sản phẩm như thế nào, rồi những người công chức thì họ ra làm sao, những người lớn tuổi họ như thế nào. Đấy, thì thông qua như vậy thì các anh chị sẽ bán những gì mà khách hàng họ cần. Sau khi các anh chị kết nối, các anh chị tạo lập được cái nhóm khách hàng tiềm năng này rồi, thì lúc đó chúng ta tìm hiểu nhu cầu và chúng ta biết họ cần cái gì, thì lúc đó chúng ta hãy bán những sản phẩm mà họ cần các chị. Sai lầm của nhiều người là chúng ta đi bán những gì mà chúng ta có, cho nên là sẽ vất vả hơn rất là nhiều lần so với việc là các anh chị đi nên bán những gì mà khách hàng họ cần. Khách hàng họ cần cái gì chúng ta bán cái đó, chứ không nên đi nỗ lực bán những gì mà chúng ta có trong khi khách hàng họ nhu cầu không cao, rất là vất vả, đúng không anh chị? Rồi, đó là cái sai lầm thứ hai, và hy vọng là sẽ các anh chị sẽ định hình lại mình muốn làm việc với cái đối tượng khách hàng nào. Mình đang tự tin thì mình nên chọn lựa những cái đối tượng khách hàng tự tin giống như mình để mình làm việc, để cho nó dễ, bởi vì mình sẽ dễ hiểu họ hơn. Hoặc là mình người trung niên thì mình nên chọn những người trung niên
hoặc là mình là cái người làm công chức trong văn phòng thì mình nên chọn cái đối tượng khách hàng của mình là những người ở văn phòng đó, thì như vậy sẽ hiệu quả hơn cho mình. Rồi tiếp tục là cái sai lầm thứ ba nữa là nhiều người họ không tập trung vào làm marketing và bán hàng các anh chị. Hầu hết những người mà mới khởi nghiệp kinh doanh hoặc là những bạn bán hàng khi mà gặp tài là họ luôn đặt câu hỏi cho ta là anh ơi, anh có thể giới thiệu cho em một cái nguồn hàng A, B, C gì đó tốt hay không, giá rẻ hay không. Các chị thấy có rất là nhiều người cái sản phẩm họ cực kỳ tốt nhưng mà họ không bán được hàng. Thời nay là không có giống như ngày xưa là chỉ cần các chị chỉ có một sản phẩm tốt thôi là các chị sẽ bán được hàng. Hủ xạ tự nhiên hương các chị ha, không có, bây giờ là không có việc như vậy. Mà để bán được hàng thì phụ thuộc vào cái khả năng làm marketing các anh chị, để nhiều người biết tới các anh chị, rồi nhiều người yêu thích các anh chị, rồi nhiều người thấy là các anh chị có kiến thức trong cái lĩnh vực ngành nghề đó thì người ta mới sợ tin tưởng và mua hàng. Chứ không đơn giản là một cái sản phẩm tốt là để có thể bán được hàng. Đương nhiên để có thể bán được hàng, cái sản phẩm tốt là cái điều kiện đầu tiên, nhưng mà ngoài cái sản phẩm tốt ra thì nó chưa có đủ. Đó chỉ là điều kiện cần các anh chị. Điều kiện đủ ở đây là chúng ta cần phải làm marketing tốt để nhiều người khách hàng mục tiêu chúng ta biết đến chúng ta, thì như vậy thì chúng ta sẽ bán được nhiều hàng hơn. Có nhiều người họ tập trung vào sản phẩm thôi, và cái thứ hai là họ tập trung vào vận hành. Đôi lúc là mình mở một cái cửa hàng ra, mình là chủ cửa hàng, hoặc là mình mở một công ty ra, mình rất là ham hố trong cái việc là mình làm CEO, mình làm giám đốc điều hành rất là mạnh và mình tập trung vào cái việc đó. Nhưng mà cái việc quan trọng nhất sống còn của một doanh nghiệp hoặc là một cái mô hình kinh doanh, hay là chỉ là một kinh doanh nhỏ lẻ thôi, bán hàng online hoặc là bán hàng rong thôi, thì cái điều cốt lõi ở đây là chúng ta phải tập trung vào marketing và tập trung vào bán hàng để quảng bá cái sản phẩm, cái thương hiệu của mình đến với nhiều người hơn, để người ta biết đến mình. Và phải có một cái quy trình bán hàng nữa. Các chị thấy bây giờ người ta bán hàng, có nhiều người là người ta gọi điện cho chúng ta và chúng họ bán hàng, thì bán hàng như vậy cái quy trình đó nó đã lỗi thời rồi các chị. Các chị tưởng tượng như bây giờ có một người lạ gọi điện cho các anh chị, mời các chị mua bảo hiểm, mời các chị mua một bất động sản, mời các chị mua một cái xe, mời các chị mua một cái cổ phiếu, trái phiếu nào đó, thì các chị có mua mà không? Bây giờ người mua hàng đã thông minh hơn rất là nhiều rồi, đúng không? Rất là thông thái rồi các chị. Họ mua hàng từ những người họ quen biết, tin tưởng, yêu thích thì họ mới mua, chứ không phải mua hàng từ một cái người lạ và mua hàng từ một cái người mà không có cái sự chuyên nghiệp ở trong đó. Vậy nên là sao? Nguồn lực của chúng ta nên tập trung 60% cái nguồn lực của mình vào trong cái việc là làm marketing và bán hàng, và 20% còn lại, 20% còn lại mình tập trung vào cái việc là sản phẩm, và 20% còn lại mình tập trung vào cái việc là vận hành, tối ưu hóa các cái phòng ban của mình. Nhưng mà sai lầm của hầu hết mọi người là mình tập trung vào sản phẩm. Thời gian đầu mình không nhất thiết phải tạo ra một sản phẩm tốt, mình có thể làm cộng tác viên, mình có thể làm đại lý của họ để mình bán cũng được. Đúng không? Đó. Nhưng mà nhiều người sai lầm là tập trung vào sản phẩm quá nhiều, mình dồn hết tất cả những nguồn lực tài chính tiền của mình để tạo ra một cái sản phẩm. Thì các chị thấy là với cái thời buổi công nghệ như bây giờ, chỉ cần các chị có một cái sản phẩm tốt thôi thì ngay lập tức sẽ có một người khác sản xuất ra được một sản phẩm tốt hơn các anh chị và giá thành tối ưu hơn các anh chị. Và bên cạnh chúng ta đó một người khổng lồ, đó là công Trung Quốc. Các anh chị thấy không ạ? Công xưởng của cả thế giới. Ở trên thế giới có cái sản phẩm gì, ngay lập tức Trung Quốc họ sẽ làm ra được một sản phẩm tương tự giống như vậy và giá nó rẻ hơn rất là nhiều lần. Vậy nên sản phẩm bây giờ không phải là một yếu tố quyết định để giúp cho các anh chị bán được nhiều hàng, mà cái yếu tố quyết định ở đây là sao? Các anh chị phải làm được marketing, các anh chị phải làm được truyền thông để nhiều người biết, yêu quý và tin tưởng đến các anh chị, và các anh chị phải xây dựng được cái thương hiệu cá nhân của mình ở trên nhiều nền tảng online và offline. Đó. Và các anh chị phải có một cái quy trình bán hàng, thì như vậy sẽ giúp cho các anh chị bán hàng hiệu quả hơn. Rồi,
Và cái cách bán hàng với lại cách làm marketing bây giờ nó cũng khác ngày xưa rất rất là nhiều, đúng không các chị? Đó. Các chị nghĩ là làm marketing là như thế nào? Là các anh chị chạy quảng cáo, các chị đi phát tờ rơi, các anh chị chạy quảng cáo, đặt những cái mẫu sản phẩm vào mặt khách hàng thì người ta sẽ mua. No, cái cách đó đã quá lỗi thời. Các chị tưởng tượng đi, các chị lướt Facebook, lướt TikTok, lướt YouTube và có một cái mẫu quảng cáo nó xen ngang như vậy, các anh chị có mua hàng từ những nơi như vậy? Hay là các anh chị mua hàng thông qua cái việc là có một ai đó giới thiệu cho các anh chị một cái nơi nào đó mà các anh chị mua hàng, hay là thông qua một cái nơi nào đó mà các anh chị đã biết họ từ trước và có một cái mối quan hệ với các anh chị tin tưởng họ, các anh chị yêu quý họ, hoặc là họ giúp cho các anh chị giải quyết được những cái vấn đề trước đó, và đến khi các anh chị có nhu cầu, các anh chị cần sản phẩm đó thì các anh chị sẽ nhớ đến họ và sẽ mua hàng từ những nơi này. Hay là các anh chị sẽ mua hàng từ một cái nơi lạ quắc. Đương nhiên là khi mình chạy quảng cáo như thế này vẫn bán được hàng, nhưng mà cái hiệu quả nó không cao, và cái chi phí mình bỏ ra mình chạy quảng cáo bán hàng cho người lạ như thế này thì nó rất là cao các anh chị. Theo thống kê là cái chi phí chạy quảng cáo các chị theo bằng Facebook, các nền tảng online ngày càng đắt đỏ. Nhưng mà khi mà các chị chạy quảng cáo như vậy là có 100 người hỏi, nhưng mà sau đó các chị thấy họ im ru luôn, không thấy trả lời ưu hưởng gì cả. Bởi vì đa phần họ hỏi cho vui thôi, hoặc là họ hỏi để dọa giá thôi. Chứ họ đã tin tưởng các chị đâu, họ đã yêu quý các chị đâu mà quyết định mua hàng từ các chị. Ngay cả bản thân chúng ta cũng vậy, chúng ta mua hàng từ một ai đó thì cũng phải thông qua cái việc mình biết cái người đó là ai, hoặc là mình tin tưởng, mình yêu quý cái thương hiệu, cái sản phẩm, cái nơi đó thì mình mới mua. Chứ không đơn giản là sao? Bởi vì bây giờ là cái người bán hàng nó còn nhiều hơn cái người mua hàng các anh chị, cho nên là rất là tha hồ để chúng ta lựa chọn. Và cái giá cũng sao? Mua ngàn cũng là một cái sản phẩm đó, có người bán 10 đồng, có người bán 9 đồng, có người bán 11, 12 đồng, giá rất là loại. Rồi. Vậy nên là sao ạ? Cái việc mà bán hàng bằng cách là chạy quảng cáo trực tiếp nè, hay là lôi kéo khách hàng thì nó không còn hiệu quả nữa, mà chúng ta cần phải xây dựng dựa trên cái cách là sao ạ? Bán hàng bằng sự gieo hàng. Thay vì cách săn bắn này ngày xưa là chúng ta tập trung bán hàng như vậy, mà bây giờ chúng ta phải xây dựng cái mối quan hệ với khách hàng để tạo cái sự gắn kết và họ yêu quý chúng ta thông qua cái việc chúng ta chăm sóc trước bán hàng, trong bán hàng và sau bán hàng, và từ đó họ mua hàng chúng ta và họ hài lòng với những dịch vụ, và sau đó họ sẽ giới thiệu chúng ta với nhiều khách hàng mà thông qua cái mối quan hệ của họ. Đó là cái cách bán hàng tiên tiến bây giờ, và cũng là cái cách làm marketing hiệu quả bây giờ đó. Và marketing thì sao ạ? Các anh chị cần phải xây dựng trên nhiều cái nền tảng cả online và offline thì như vậy sẽ giúp các anh chị đi nhanh hơn. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi sang cái yếu tố thứ tư nữa, đó là rất là nhiều anh chị ở thế hệ giống như ta là 8x, mình không tập trung vào online các anh chị. Thời điểm này tại mình tập trung vào online, tại cũng có là suy nghĩ hầu hết giống như các anh chị cũng nghĩ luôn. Kinh doanh online là dành cho những người là do kinh doanh nhỏ lẻ, và là bán hàng online dành cho những cái người làm văn phòng, họ chọn cái kênh online làm cái kênh làm thêm thôi, nhỏ lẻ thôi. Chứ còn mình có nguồn lực thì mình mở một cửa hàng to chà bá hoành tráng ra để làm, chứ làm online làm gì đúng các chị đó. Và đây là sai lầm. Các chị thấy không? Bây giờ theo thống kê là cái thế hệ gọi là 9x, thế hệ 2000, họ kiếm tiền giỏi hơn những người 8x, 7x, 6x rất nhiều. Bây giờ những cái bạn trẻ mà khoảng 25 tuổi họ có vài tỷ trong tay là chuyện rất là bình thường. Hoặc là kinh doanh của họ, họ mỗi tháng họ tạo ra hàng trăm triệu là rất là nhiều, cái gì đếm trên đầu ngón tay không giờ hết. Còn với những người 8x, 7x như ta, mỗi ngày, mỗi tháng kiếm 10 triệu, 20 triệu là rất là vất vả rồi, đúng không? Bởi vì bây giờ là thời buổi công nghệ 4.0, người ta sử dụng các cái nền tảng online, họ sẽ đi rất là nhanh và tiết kiệm chi phí hơn chúng ta rất là nhiều. Ví dụ như là họ sử dụng là TikTok họ bán hàng, họ sử dụng YouTube để bán hàng, họ sử dụng Facebook để bán hàng thì rất là nhanh. Đúng không?
trong vòng mấy tiếng đồng hồ là họ đã mở ra được một cái gian hàng TikTok mới, YouTube mới, Facebook mới rồi. Còn chúng ta để set up một cái cửa hàng offline là chúng ta cần phải tìm hiểu rất là kỹ để đi thuê một cái cửa hàng, rồi chúng ta phải trang trí kệ, quầy kệ, rồi bán hiệu vân vân, rồi chúng ta phải thuê rất là nhiều nhân viên về, đúng không ạ? Rồi chúng ta phải đi phát tờ rơi, chúng ta chạy quảng cáo tờ lưu chưa, thì lúc đó cái người khách hàng họ mới biết đến cửa hàng offline của chúng ta. Vậy thì chúng ta mất rất nhiều thời gian cũng như là mất rất nhiều tiền của để đầu tư vào một cửa hàng như vậy. Tuy nhiên bây giờ để đầu tư vào mở một cái cửa hàng online ở trên Zalo, ở trên Facebook, ở trên TikTok, ở trên là YouTube thì rất là nhanh, tốn chỉ đâu đó khoảng tầm 15-20 phút là đã làm xong rồi, và chi phí rất là tiết kiệm, rất là nhanh các anh chị. Và nếu mà không hiệu quả thì sao? Họ dẹp, họ mở một cửa hàng khác, chi phí tiết kiệm hơn, thời gian nhanh hơn, cái rủi ro nó ít hơn chúng ta rất nhiều. Cho nên là buộc lòng là bây giờ chúng ta muốn kinh doanh hiệu quả thì chúng ta cần phải sao? Học hỏi để làm online, thì không có con đường nào khác, không có cách nào khác. Ngồi nói chuyện như vậy với các anh chị, người ta có thể bán hàng ở khắp tất cả các tỉnh thành, thậm chí là sao ra nước ngoài ở rất là nhiều nước, họ có thể bán hàng tới Mỹ, tới châu Âu, tới các nước ở châu Á rất nhiều. Còn mình bây giờ mình vẫn còn lẹt đẹt đi mở cửa hàng từng xã, từng huyện, từng tỉnh như vậy thì biết bao giờ mà đi kịp với những cái giới trẻ mà họ làm online, họ tận dụng cái công nghệ như vậy. Chính vì họ tận dụng tốt công nghệ như vậy thì họ tiết kiệm chi phí, cho nên là cái giá của họ bán ra cũng hợp lý hơn những người làm offline rất nhiều. Chúng ta mở một cửa hàng chúng ta tốn kém chi phí thì thuê mặt bằng tháng mười mấy 20 triệu rồi, đúng không ạ? Rồi tiền trang trí bảng hiệu cửa hàng rất là nhiều thứ, chi phí rất là lớn, cho nên là cái giá thành chúng ta rất là khó để có thể cạnh tranh với các bạn làm online. Anh chị để ý không ạ? Bây giờ các chị mua hàng trên online nó rẻ rẻ hơn rất là nhiều lần so với lại offline. Và với cái sự phát triển của công nghệ và hệ thống vận chuyển như bây giờ, có rất là nhiều những cái đơn vị giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh, bưu điện vân vân, FPT vân vân, rất là nhiều Viettel, Post hỗ trợ về việc là giao hàng rất là nhanh và tiện. Cho nên là sao hiệu quả hơn rất là nhiều so với là chúng ta chỉ tập trung vào làm offline các anh chị. Tuy nhiên có một số đặc điểm những cái ngành nghề thì người ta làm offline thì đó là họ làm bán hàng offline thôi các anh chị. Tuy nhiên họ vẫn phải làm là marketing, họ là vẫn truyền thông online. Ví dụ làm offline các anh chị đi treo băng rôn, các anh chị treo băng rôn thì các anh chị sẽ tiếp cận một ngày bao nhiêu người, và các anh chị cũng không đo lường được là cái khách hàng họ có nhìn thấy được cái băng rôn chúng ta treo ở đó hay không, và khi mà họ nhìn thấy cái băng rôn đó thì họ thích hay là họ ghét cái nội dung chúng ta quảng cáo, chúng ta không biết được để chúng ta có thể đo lường tối ưu đó và chúng ta thay đổi nó. Còn online khi mà các anh chị đăng một cái mẫu quảng cáo lên đó thì các anh chị tiếp cận được bao nhiêu người thì đều có con số để đo lường. Rồi cái thứ hai là người ta thích hay không thích cái mẫu quảng cáo đó, các anh chị cũng sẽ biết là người ta bấm like hay là sao người ta không bấm, các anh chị cũng đo lường được. Rồi người ta có để lại bình luận, người ta có quan tâm đến nó hay không thì người ta để lại bình luận, người ta để lại câu hỏi, hoặc người ta gọi điện các anh chị, hoặc người ta bấm like, bấm share tới cái nội dung đó thì các anh chị đều đo lường được hết. Còn offline chúng ta không đo lường cái điều này, chúng ta làm trong khu vực, chúng ta không biết là làm như vậy là có được hay không và cái hiệu quả nó làm sao, đúng không ạ? Và tôi hy vọng là các anh chị sẽ nhìn nhận lại là online đến thời điểm hiện tại thì nó quan trọng như thế nào đối với cái công việc bán hàng của mình, đúng không ạ? Nó không còn nhỏ nữa đâu các anh chị, online nó không còn nhỏ nữa đâu ạ. Nó rất là lớn, nó tạo ra một doanh số khổng lồ và nó giúp chúng ta đi nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn, cũng như là tăng được cái khả năng cạnh tranh hơn, bởi vì chúng ta tối ưu được rất là nhiều cái chi phí. Bên cạnh đó thì giúp chúng ta làm sao bán hàng thể là xuyên được cả một biên giới, đúng không? Rồi đó là cái yếu tố thứ tư mà các anh chị cần phải nhìn nhận lại. Và một yếu tố thứ năm nữa, thường người ta nói là sao, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Thay vì các anh chị nỗ lực một mình các anh chị để tạo ra được một doanh số 1 tỷ một tháng, thì chỉ cần các anh chị tạo ra được một cái doanh số 10 triệu một tháng thì như vậy đã rất là dễ dàng đối với các anh chị. Bởi vì nếu mà các anh chị có khả năng và có năng lực tạo ra được một cái doanh số 100 triệu một tháng, 1 tỷ một tháng, thì cái việc các anh chị để tạo ra một cái doanh số 10 triệu một tháng thì đối với anh chị quá dễ, đúng không ạ?
Vậy thì các anh chị hãy làm thật tốt trong cái việc mà các anh chị tạo ra được cái doanh số 10 triệu một tháng, và sau đó các anh chị sao chép cái điều này, các anh chị nhân bản cái điều này, đó các anh chị tìm những cái nhân viên, tuyển dụng những nhân viên để nhân bản cái này lên, hoặc là các anh chị phải xây dựng một cái đội ngũ cộng tác viên để các anh chị hướng dẫn họ, giúp cho họ tạo ra được 10 triệu giống các anh chị, và xây dựng những cái đại lý, những cái đối tác các anh chị để rất là nhiều người họ tạo ra được 10 triệu như vậy. Ta lấy ví dụ một tháng các anh chị tạo ra được 100 triệu. Thì nếu các anh chị có ốm đau bệnh tật, hoặc là các anh chị có bất cứ một cái vấn đề gì đó về sức khỏe hoặc công việc các anh chị, thì coi như là các anh chị không làm nữa, thì 100 triệu này coi như nó sẽ giảm xuống, có thể là còn 50 triệu hoặc chỉ còn 10 triệu thôi. Nhưng mà nếu mà các anh chị tạo ra được một cái đội ngũ nhân sự, hoặc là cộng tác viên, hoặc là đối tác cùng làm việc với các anh chị, mỗi người cũng giúp cho các anh chị tạo ra được 10 triệu như vậy, cũng tạo ra được một cái doanh số 100 triệu. Thì đương nhiên cái lợi nhuận các chị phải chia cho những người này, lúc này cái lợi nhuận các chị giảm lại, thì bù lại các chị sẽ tạo ra được một cái doanh số nó gấp đôi lên là 200 triệu. Thay vì một mình các chị làm là một tháng 100 triệu, thì bây giờ các chị xây dựng một cái đội ngũ để tạo ra cái doanh số là 200 triệu. Và trong 200 triệu này, ta lấy ví dụ như có 20 người cùng làm việc với các anh chị, thì đến một thời điểm có 5 người, 2 người, 3 người, 10 người họ có vấn đề về sức khỏe, họ có công việc, thì họ nghĩ thì cái doanh số các chị sẽ không thuộc về không, mà nó chỉ giảm đi một phần nữa thôi. Đó. Thì như vậy sẽ giúp cho các công việc các chị sẽ đi nhanh hơn và nó bền vững hơn rất là nhiều, thay vì các chị nỗ lực khư khư. Cho nên là đây là một cái triết lý sao? Nhiều người họ giữ khư khư những cái bí quyết, những kinh nghiệm của mình mà không muốn truyền cho ai hết, bởi vì họ nghĩ là xây dựng ra như vậy người ta học nghề của mình, người ta ra làm riêng sao, đúng không? Xin thưa với các anh chị, một người đã họ có một cái tư duy muốn ra làm riêng rồi, thì các anh chị có giấu nghề thì họ cũng sẽ tìm cách để họ học cho mình được, tuy nhiên là thời gian sẽ lâu hơn sẽ không, đúng không? Và các anh chị cân để giữ được nhân tài thì các anh chị cân đối cái bài toán chia của mình cho nó hợp lý. Ta lấy ví dụ như khi mà họ đến học việc của các anh chị thì các anh chị không trả lương, ví dụ vậy, và họ khi họ rành việc hơn các anh chị bắt đầu là trả lương cho họ, và đến khi họ giỏi rồi thì các anh chị sẽ trả lương theo hình thức là ăn chia với họ 5 năm, 6, 4, 3, 7 gì đó. Và khi mà các anh chị thấy họ cũng muốn ra mở một cái chi nhánh riêng, họ có đủ năng lực để điều hành được một cái chi nhánh lớn như vậy, thì các anh chị sẽ mở ra một cái chi nhánh thứ hai và các anh chị mời họ về làm giám đốc chi nhánh đó. Và tất cả mọi thứ các anh chị đầu tư hết, hoặc là họ cùng góp vốn đầu tư với các anh chị và chia theo tỷ lệ lợi nhuận mà tương xứng với công sức cũng như là tiền của mọi người góp vào, thì như vậy sẽ hiệu quả hơn cho cả anh chị và cả những người đó nữa. Cho nên chúng ta cần phải có một cái tư duy là cần phải xây dựng đội nhóm các anh chị, xây dựng đội nhóm. Cho nên là các anh chị thấy là cái hình thức kinh doanh theo mạng gọi là kinh doanh đa cấp đó, người ta gọi là kinh doanh MLM, nó phát triển rất là nhanh và bền. Và bây giờ thì các anh chị thấy là rất là nhiều những hệ thống mỹ phẩm nè, hệ thống về dinh dưỡng, thậm chí là gia dụng, rất là nhiều những cái mô hình kinh doanh họ xây dựng theo các đội nhóm như vậy, họ đi rất là nhanh và rất là bền vững. Cho nên là chúng ta cũng nên nghiên cứu về cái sản phẩm và dịch vụ của mình đang kinh doanh, thì mình xây dựng theo cái hướng như vậy, cần phải tạo ra một cái đội nhóm các anh chị. Các chị thấy những người xuất sắc chẳng hạn như Bắc Vượng đi, chẳng hạn như vậy, họ rất là nhiều những cái tỷ phú trên thế giới, thì họ cũng phải xây dựng cho họ một cái đội nhóm để phát triển, chứ không thể nào mà làm một mình được, bởi vì không có ai tài giỏi để làm một mình và đủ sức khỏe để làm một mình mãi được anh chị. Rồi, và tôi hy vọng với những cái chia sẻ như thế này thì sẽ giúp cho các anh chị nhìn nhận lại cái công việc kinh doanh của mình, và chúng ta từng bước thay đổi, từng bước thay đổi để giúp cho cái công việc bán hàng của mình trở nên nó hiệu quả hơn. Đương nhiên khi mà ta chia sẻ cái điều này á, là chúng ta cần phải có một cái hành trình các anh chị, và chúng ta phải làm dần, chứ không thể nào một sớm một chiều mà chúng ta có thể thay đổi được hết tất cả những điều này, rất là khó, đúng không? Cho nên ta nói với các anh chị là công việc kinh doanh là một công việc rất là khó khăn và vất vả, không dễ dàng gì đâu các anh chị, đúng không ạ? Bởi vì tất cả những cái gì làm dễ dàng các anh chị nghe ngoài kia nó đều là những cái format mà nó được nằm ở trên bản chuột, đúng không ạ? Cho nên là các anh chị cần phải hiểu được tất cả những kết quả của mình là do sự nỗ lực thay đổi, học hỏi mỗi ngày để có được cái dễ dàng gì. Rồi, cảm ơn bạn du lịch và bất động sản.
không? Tại hy vọng là những cái chia sẻ của Tài sẽ giúp cho các chị một phần nào đó định hình được cái kinh doanh của mình, và chúng ta dần thay đổi, học hỏi, trao dồi để giúp cho công việc của mình ngày càng hiệu quả hơn, mình giúp được nhiều khách hàng của mình hơn, mình giúp cho được nhiều những người đi theo mình hơn, và chúng ta sẽ có được một cái kết quả nó hiệu quả hơn. Rồi thì nếu các anh chị thấy nội dung video này có ích thì hãy bấm like video, đúng không? Hãy bấm like video và để lại một cái bình luận của các anh chị. Các anh chị có những câu hỏi nào liên quan về bán hàng, về làm marketing thì các anh chị cần Tài hỗ trợ, các anh chị hãy để lại ở phần bình luận và sẽ tiếp tục làm cái video tiếp theo để thì hỗ trợ các anh chị được một phần nào đó, đúng không? Và các anh chị có thể là chia sẻ cái video này cho nhiều người họ đang khởi nghiệp, họ đang làm kinh doanh, thì họ sẽ vô cùng biết ơn tất cả các anh chị. Và một lần nữa Tài cảm ơn và xin chúc tất cả các anh chị có được cái thời gian cuối tuần bên gia đình của mình thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị với những video tiếp theo. Xin chào cả nhà.